chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong chương trình tuần này. Chuẩn bị cho diễn đàn Mekong Connect 2019 tại Cần Thơ. Trải nghiệm khách hàng thời đại số. Con đường làm tiêu chuẩn Mỹ của doanh nghiệp Việt. Phiên chợ xanh tử tế tham gia chợ phiên nông sản thành phố Hồ Chí Minh 2019. Chiều ngày 12 tháng 9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh ABCD Mekong là An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Cần Thơ cùng các sở ngành thành phố có buổi làm việc với trung tâm BSA để rà soát công tác tổ chức diễn đàn Mekong Connect 2019. Theo ban tổ chức, diễn đàn Mekong Connect năm 2019 với chủ đề chính liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Trước khi diễn đàn diễn ra, mỗi địa phương trong ABCD Mekong nhận nghiên cứu chuẩn bị một đề tài để sau đó gom lại in thành báo cáo của chủ đề chung và mỗi địa phương cũng sẽ trình bày đề dẫn cho 4 nhóm thảo luận tại diễn đàn. Trong quá trình chuẩn bị diễn đàn, sẽ tổ chức các tọa đàm, gặp gỡ với chuyên gia và doanh nghiệp liên quan chủ đề. Sau diễn đàn, tiếp tục thực hiện một số hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nông dân của ABCD Mekong và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu. Mekong Connect CEO Forum là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, nhà quản lý chính quyền, các chuyên gia trong ngoài nước và các đối tượng có mối quan tâm, lợi ích liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn này ra đời từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong được phối hợp tổ chức bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và lãnh đạo 4 địa phương, cùng sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu LBC. Cuối tuần qua, cộng đồng CIO Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo trải nghiệm khách hàng, yếu tố cạnh tranh khác biệt trong thời đại số. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là những doanh nghiệp đang muốn thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống, áp dụng những cách marketing trong thời đại cách mạng 4.0. Ông Dương Nguyễn, founder Ken Partner trong phần chia sẻ của mình đã mở ra góc nhìn về việc trải nghiệm khách hàng. Trong đó nhấn mạnh, sự lựa chọn của khách hàng chính là yếu tố quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Để quản trị trải nghiệm khách hàng thì chúng ta phải bắt đầu từ hành trình khách hàng. Hành trình khách hàng tức là cái điểm tiếp xúc của khách hàng từ A đến Z, có thể là qua online, qua offline. Cái hành trình khách hàng đấy nó là nơi cái sinh ra cái trải nghiệm, hay nói khác là nơi sinh ra mà khách hàng đánh giá về mình, khách hàng cảm nhận được một công và họ đánh giá trên cơ sở là thứ nhất là mình có giúp họ đạt được mục tiêu hay không. Thì tất cả những khách hàng đến với là chúng ta đều cần một mục tiêu gì đấy để muốn chúng ta hỗ trợ cái gì đó. Cái thứ hai là cái việc đấy có thuận tiện dễ dàng không, hay là họ làm việc mình có thuận tiện dễ dàng không. Cái thứ ba là có cảm xúc tốt hay không. Trong khi đó, các diễn giả khác cũng mang đến nhiều nội dung quan trọng, từ việc ứng dụng công nghệ để khách hàng có những trải nghiệm mới, độc đáo sẽ giúp khách hàng ghi nhớ chọn mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Yếu tố mà quyết định cái sự thành công của doanh nghiệp thì có rất nhiều yếu tố. Đầu tiên đó là yếu tố công nghệ, yếu tố về giải pháp. Thứ hai đó là cái yếu tố từ bản thân của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp biết là mình muốn cái gì. Và cái thứ ba rất quan trọng đó là con người. Ở phía doanh nghiệp là họ chấp nhận phải thay đổi. Và nhiều khi là họ sẽ phải thay đổi để làm sao chuẩn hóa được cái quy trình. Có thể là cho từng doanh nghiệp thì có những cái thay đổi rất là nhỏ và chúng tôi tôn trọng những cái sự thay đổi đó. Theo các chia sẻ của diễn giả trong chương trình, hiện nay có đến 53% doanh nghiệp quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, tiến hành nâng cấp trải nghiệm trực tuyến. 42% tương tác của trung tâm dịch vụ khách hàng liên quan đến tương tác trực tuyến. 56% mua sắm tại cửa hàng được tác động bởi tương tác kỹ thuật số. Hội thảo trải nghiệm khách hàng, yếu tố cạnh tranh khác biệt trong thời đại số là chuyên đề thứ hai trong chuỗi hoạt động về số hóa mà Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng CIO tổ chức. Trước đó, buổi hội thảo lần thứ nhất với chủ đề Chiến lược kinh doanh thời đại số đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham dự. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của FDA Hoa Kỳ, Việt Nam có khoảng 800 doanh nghiệp đạt chứng nhận FDA để xuất hàng vào thị trường này. Nhưng để có được chứng nhận của FDA là cả một hành trình dài, kiên trì làm chất lượng của doanh nghiệp.
Ngày hôm nay trong chương trình Niềm tin Hàn Việt, Kim Chi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một doanh nghiệp trong lĩnh vực nước uống đóng chai để xem vì sao họ lại là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn chứng nhận FDA của Hoa Kỳ. Nếu trước đây mọi người đơn giản chỉ dùng nước uống để giải khát hoặc nấu ăn hàng ngày, không quá đặt nặng vấn đề tốt cho sức khỏe hay không, miễn nước sạch là được, thì hiện nay nguồn nước được đánh giá cao hơn, có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh và bù đắp khoáng chất cho cơ thể. Thời gian gần đây, tại hệ thống cửa hàng Organic Food thành phố Hồ Chí Minh, nước khoáng thiên nhiên Biosen là sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm và chọn mua. Nhờ có chất lượng vượt trội, giàu khoáng chất và có độ pH cao, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho người tiêu dùng. Ngoài hệ thống cửa hàng Organic Food, sản phẩm của Miocen còn được phân phối tại các trụ sở tập luyện yoga trên cả nước. Tôi là quan tâm về sức khỏe cho nên tôi tin dùng những sản phẩm bên cửa hàng Organic. Thì khi mà mới lần đầu tôi uống chưa thử nước này thì tôi thấy nó có vị thanh mát, ngon, dễ uống và không có gắt như những sản phẩm mà tôi đã dùng lúc trước. Về cái nồng độ hàm lượng khoáng của nó là ở mức ổn định. Tôi thấy là uống vào cơ thể tôi là một cách là nó thanh lọc tự nhiên, chứ không giống như những cái sản phẩm nước khoáng mà tôi từng dùng trên thị trường khác. Từ khi mà dùng sản phẩm thì tôi cảm thấy là mình ăn ngon, ngủ ngon và da dẻ hồng hào hơn. Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Hương Lan, Tổng Giám đốc Miocen không ngừng nỗ lực mang nguồn nước chuẩn chất lượng đến người tiêu dùng, tập trung chủ lực tại thị trường nội địa và hướng đến mở rộng ở các thị trường khó tính như Mỹ và EU. Nhà máy sản xuất nước khoáng thiên nhiên Miocen đặt tại nguồn khoáng số 547, ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nằm trên khu đất rộng lớn hơn 12.000m2, nhà máy được vận hành theo dây chuyền sản xuất tự động và hoàn toàn khép kín theo công nghệ nhập khẩu từ Mỹ và Italy. Toàn bộ công nhân viên và nhà máy đều hoạt động chuẩn xác theo yêu cầu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam, đảm bảo tất cả sản phẩm đều đồng nhất về chất lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho cả nước. Nước khoáng thiên nhiên Miocen được khai thác từ trầm tích có tên khoa học là Miocen, đã hình thành cách đây hàng triệu năm tại độ sâu gần 500m, cách ly hoàn toàn với môi trường mặt đất. Toàn bộ tầng trầm tích được bao bọc bởi lớp đất sét dày bảo vệ mỏ nước trước những tác động của môi trường xung quanh. Hệ thống công nghệ chắt lọc tân tiến nhất được sử dụng tại nhà máy nhằm tránh không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Vỏ chai được loại bỏ tạp chất qua nhiều lần rửa tự động và thanh trùng bằng tia cực tím để đạt chất lượng tốt nhất. Trước khi vô vận hành máy là chúng tôi đều bắt buộc và công nhân đeo khẩu trang và giữ vệ sinh cho an toàn vệ sinh cho tất cả những công nhân, quy trình công nghệ tiên tiến nhất. Cụ thể như nó chạy mà tự động quá hết, chúng tôi hạn chế tối đa công nhân, nhà máy chúng tôi ít nhất là có 4 người công nhân sản xuất thôi. Chúng tôi tập trung đầu tư vào cái dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, hệ thống chiết rót theo công nghệ của Italy và của Mỹ. Lõi lọc thì chúng tôi dùng hoàn toàn là đặt ở tại bên Mỹ, là lõi lọc titan, là nó đảm bảo cái sự an toàn tuyệt đối. Quá trình sản xuất không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nước, cho nên chúng tôi đầu tư trang thiết bị. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo được cái chất lượng nước, là phải đảm bảo an toàn và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nước sau khi được khai thác sẽ trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm quá trình lọc thô, lọc tất cả những cặn lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micromet, đồng thời loại bỏ một phần sắt nếu có. Tiếp đến là lọc than, khâu này loại bỏ tạp chất hữu cơ và độc tố hữu cơ trong nước. Tiếp theo là khâu lọc tinh với những bình lọc có kích thước lõi lọc khác nhau, 5 micromet nhỏ dần đến 0,2 micromet. Sau đó nước được thanh trùng bằng hệ thống UV và ozone 0,44 ppm. Ngoài ra, hệ thống công nghệ cao cho phép toàn bộ quá trình chiết rót, dán nhãn được thực hiện trong phòng kính, đảm bảo chất lượng và giữ được an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất, giúp người dùng an tâm sử dụng. Nhưng điều quan trọng nhất của sản phẩm này là chất lượng của nguồn nước. Không chỉ giàu khoáng chất dễ hấp thu mà còn có độ pH cao phù hợp với cơ thể, hỗ trợ tối ưu việc thanh lọc tạp chất ra khỏi tế bào, hạn chế mắc bệnh, bảo vệ sức khỏe lâu bền cho người tiêu dùng. Chất lượng của nước khoáng thiên nhiên Miocen đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận top đầu của Việt Nam và thế giới, trong đó có tiêu chuẩn nhập khẩu Hoa Kỳ FDA. Đây là một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất đối với thực phẩm và nước uống nhập khẩu. Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho thương hiệu Miocen về mặt thị trường, mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần và bản sắc Việt Nam ra quốc tế. Cái tiêu chuẩn FDA là cái tiêu chuẩn rất khó để mà được xác nhận, rất đặc biệt với nước uống. Người ta sẽ căn cứ vào cái thực chất của cái sản phẩm đấy có tốt thật không. Thì họ sẽ kiểm tra là chúng tôi phải gửi nước sang, và họ sang tận nơi,
họ kiểm tra nhà máy. Thì cái mà họ kiểm tra về quá trình sản xuất của chúng tôi, cái nguồn gốc nước, thậm chí là những cái hồ sơ mà chúng tôi khai thác từ trước đây như khoan như thế nào, độ sâu như thế nào và chứng nhận của Bộ Tài nguyên Môi trường, của các nhà khoa học đã đến tại cái mỏ này và đã kiểm tra và đã làm rất nhiều cái hồ sơ để thực sự xem đây có phải là một cái mỏ nước đặc biệt là tốt thật không. Bên cạnh đó, nước khoáng thiên nhiên Miocen còn được kiểm định chất lượng bởi các cơ quan tổ chức có uy tín như Viện Pasteur Việt Nam, SGS, khoa test 3 được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000. Chuỗi siêu thị như là Organic Food thì hiện nay chúng ta đã đưa được vào đấy và tôi cũng tiếp tục sẽ làm việc với một số chuỗi siêu thị về sức khỏe, chuỗi siêu thị bán lẻ. Chúng tôi marketing online, chúng tôi cho khách hàng dùng thử. Khi dùng Miocen thì họ thấy rõ ràng là họ được cơ thể sức khỏe được hồi phục tự nhiên. Nước khoáng này tốt đặc biệt cho những vận động viên, cho những người lao động mà mất sức. So với những loại nước khoáng mà nhập khẩu của nước ngoài thì tôi thấy là cái giá của họ rất là cao, còn của chúng tôi chỉ chưa đến một nửa. Với mục tiêu nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ tại Việt Nam, Miocen đang không ngừng nỗ lực mang nguồn nước quý giá đến với người tiêu dùng, giúp mọi người làm việc, sống vui và tận hưởng cuộc sống nhờ có nền tảng sức khỏe vững chắc. Uống nước khoáng thiên nhiên Miocen mỗi ngày là một cách đầu tư cho sức khỏe, đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi chúng ta thấy vì sao chất lượng nguồn nước ở đây lại đạt tiêu chuẩn cao như thế. Và Kim Chi còn biết thêm rằng mỏ nước Miocen là một trong 14 mỏ nước khoáng hiện nay trên thế giới và nước Miocen có chất lượng khoáng vượt trội hơn cả. Với sự đầu tư làm thị trường của đơn vị này, hy vọng rằng tới đây sẽ có thêm người tiêu dùng biết đến, sử dụng sản phẩm này để có một sức khỏe dồi dào, một cơ thể khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 đến 16 tháng 9 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, chợ phiên nông sản thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã diễn ra sôi động với hơn 200 gian hàng. Và khu vực nổi bật nhất của sự kiện phải kể đến là góc phiên chợ xanh Tử Tế, nơi cung cấp hàng trăm mặt hàng nông đặc sản sạch, an toàn của doanh nghiệp khởi nghiệp, nông trại sạch, các hợp tác xã làng nghề từ nhiều tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền núi Tây Bắc. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá phiên chợ độc đáo này thông qua phóng sự ngay sau đây. Đến với cái ngày hội nông sản Hồ Chí Minh năm nay thì bên em đem đến các sản phẩm từ hạt điều, hạt mắc ca là hai cái sản phẩm đặc sản của Bình Phước. Sản phẩm ở đây đó thì là đặc biệt là người tiêu dùng ta có đến đi cái phiên chợ và những cái chỗ đây thì tất cả người ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm mình thích và đặc sản đặc trưng nhất là giống như là sản phẩm là độc quyền và những cái sản phẩm là đặc trưng của vùng miền. Cho nên là tới đây là lựa chọn rất là dễ dàng. Tham gia cái hội chợ này á, mình có cơ hội để mình giới thiệu hàng hóa cho khách dùng thử các mẫu mã mới của mình để thăm dò cái phản ứng khách hàng đối với cái sản phẩm. Một phần là để cũng để tìm kiếm những cái người mua sỉ. 200 gian hàng với hàng ngàn sản phẩm của các hộ sản xuất, tổ hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đã tạo nên một tuần lễ sôi động, sặc sỡ tại chợ phiên nông sản 2019 diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 năm 2019. Hoạt động thường niên này được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nông dân tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và những sản phẩm ứng dụng nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học. Đồng thời, chợ phiên còn mang ý nghĩa hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, giới thiệu quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng. Tại sự kiện, phiên chợ xanh Tử Tế do trung tâm BSA tổ chức tham gia 15 gian hàng với 30 doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp cho người tiêu dùng các mặt hàng nông đặc sản sạch, an toàn. Phải kể đến các sản phẩm đặc sắc như tôm rừng Cà Mau,
nếp tan, mắc khén của Sơn La, bánh chuối phồng tư bông của Đồng Tháp, nhiều loại nông sản sạch đến từ Đà Lạt, Bình Phước như dâu tây, hồng, hạt điều Gia Bảo, chùm ngay vườn nhà mình làm ở Long An, tinh dầu hương Đồng Tháp. Hay sản phẩm khá mới lạ độc đáo của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh là mật dừa nước. Tất cả tạo nên một không gian sinh động thu hút người tiêu dùng thành phố. Tham gia phiên chợ ngày hôm nay, tụi em với một mong muốn đó là giới thiệu được cái sản phẩm 100% tự nhiên từ cây dừa nước đến nhiều người bà con hơn. Nói chung là em cũng mong muốn tìm được một những cái đối tác có thể là biết được sản phẩm, hiểu được sản phẩm cái giá trị như nào để cùng với em có thể là phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhiều hơn. Trước đây thì các sản phẩm của mình là có dòng chuối với lại thơm với lại mãng cầu là chính. Và mình chỉ có một mẫu bao bì quy cách thôi. Thì nay sẵn dịp hội chợ mình mang những cái mẫu bao bì mới chuẩn bị cho mùa Tết và một số mẫu mình chuẩn bị cho những kênh đặc trưng như là kênh tiêu dùng tiện lợi. Những cái hội chợ thì nó thực ra nó rất thiết thực cho các doanh nghiệp mà mới làm sản phẩm, tại vì họ sẽ có trao đổi, họ là lấy ý kiến phản hồi của khách hàng tốt nhất, thực tế nhất. Những cái phiên chợ thường xuyên mở như vậy để coi như là cho những cái thực khách người ta đến, người ta có những cái nhu cầu đặc trưng của mình để là mình dùng những cái sản phẩm sạch, nông sản sạch và những cái sản phẩm mà người ta có nhu cầu, ví dụ như là nông sản mà về những cái thực phẩm về nông nghiệp, nông sản và vân vân, có thể dễ tìm hơn. Mong muốn của mình là có nên quảng cáo nhiều hơn nữa và mở nhiều cái phiên chợ thường xuyên như vậy để cho tất cả mọi người có một cái thông coi như tham khảo để mà đến, để mà có những cái nhu cầu cần tìm những cái gì mình cần dùng, nhất là những cái nông sản sạch. Ngoài việc giới thiệu cung cấp nông đặc sản sạch cho người tiêu dùng, chợ phiên nông sản 2019 còn là dịp để các doanh nghiệp kết nối giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp thu mua, phân phối nông sản, thúc đẩy hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố nói riêng. Trong cái tuần tham gia này thì trong những ngày đầu tiên thì cái sức mua thì còn rất là hạn chế, bởi vì phần đa là khách mua cũng muốn tham quan, dành thời gian để tham quan và nghiên cứu thật là kỹ về sản phẩm, sau đó thì mới đưa ra quyết định. Đến cuối tuần thì mình cùng với các đơn vị khác cũng luôn hy vọng rằng là cuối tuần thì là mọi người sẽ dành thời gian để đi chợ nhiều hơn. Và lúc đấy là dành thời gian để mua sản phẩm và đã có những cái lựa chọn cho mình rồi. Tổ chức nhiều hơn các phiên chợ nông sản, phiên chợ sạch tương tự giống như là phiên chợ xanh hoặc là hội chợ nông sản ngày hôm nay, để mà có thể giúp cho các doanh nghiệp có thể là tiếp cận được với lại cái nguồn khách hàng nhiều hơn, tiếp cận với các đối tác nhiều hơn để mà cùng chung tay để giới thiệu được cái nhiều sản phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng tới bà con. Theo thống kê của ban tổ chức, sau 8 lần tổ chức, tổng doanh thu chợ phiên nông sản thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 71,5 tỷ đồng, ký kết hơn 80 hợp đồng, giá trị trên 14 tỷ đồng. Những sự kiện như thế này đã trở thành nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, là cầu nối giúp nhà sản xuất thực phẩm an toàn với người tiêu dùng. Quý vị và các bạn, những hình ảnh từ chợ phiên nông sản thành phố Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi khép lại chương trình Niềm tin Hàng Việt kỳ này. Kính chào và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình Niềm tin Hàng Việt.